Rồi, đồng ý, ghi bằng cái này. À, cô tắt mấy cái này đi nha. Đây. Rồi, cô sẽ hướng dẫn từ đầu nè. Bây giờ cô new một cái project. Cô đang ghi đấy nha các bạn. New một project. New project. Đây, bài này cô sẽ ghi là ôn tập lại. Các bạn nghỉ nguyên một tháng rồi. Đã ha. Empty activity. Các bạn click vào đây. Next. Next. Đây các bạn chọn thư mục. Ông nào đang mở mở mic vậy? Ông nào mở mic vậy? À, mạng rớt, ok. Các bạn rớt vô lại thoải mái nha, Nguyễn Văn Quế. Tắt mic. Ok. Rồi. Đâu, cô coi cái có ai hỏi gì không? Lâu lâu cô ngỏ qua tí nha. Ok, quay lại đăng lên group, đồng ý. Chưa điểm danh. Ok. Rồi, cô mở cái này. Chọn thư mục Android cơ bản. Ok. Rồi, lớp mình là LT15201. À, cái này là ôn tập, đúng không? Ok. Lâu lâu cô tự nhiên bị mất mất mic á, các bạn cứ ở cô nhé. Đấy, cái này chọn. Ok. Những cái này chọn xong các bạn vẫn có thể sửa được nhá. Nên không sao hết. Chưa? Rồi, chờ xíu. Ok. Ẩn cái này đi xíu. Rồi. Quay đằng đây. Tâm sự với các bạn. Mic hư rồi, ok. Rồi. Ok, chờ xíu nha, nó đang quay nha các bạn. Quay quay. Đấy, máy ảo đã dừng lên đây rồi. Tắt những cái gì cần tắt cho nó khỏi mất công. Tắt nè. Tắt nè. Ok. Chưa. Chưa xong nha. Rồi. Cô giới thiệu một chút về assignment nữa nha, để các bạn củng cố lại nè. Assignment nè. Thì trong assignment thì các bạn làm cô cái form login nè. Đăng ký nè. Đăng nhập nè. Ok. Rồi, cái form mà đổi mật khẩu luôn đi. Cho nó hoành tráng. Đổi mật khẩu luôn đi. Làm riêng từng activity được. Nếu bạn nào mà muốn làm fragment thì cô sẽ chỉ, còn nếu không bình thường cứ làm activity bình thường thôi cũng được. Môn sau chúng ta sẽ học về cái fragment sau. Ok. Các bạn làm form thôi. Được chưa ạ? Đâu rồi? Đây. Cơ bản assignment. Xem được chưa nhá. Rồi sắp được rồi. Ok. Assignment cô nó bay đi đâu mất tiêu à? Đây.
Đây. À, tạo lớp, thêm lớp. Đây, xem danh sách lớp quản lý sinh viên. Rồi. Ok. Rồi, cái list view. Cái này là list view. Rồi, các bạn sẽ khi đăng nhập vào thì các bạn có một cái activity. Quản lý lớp. Đó, activity. Trong quản lý lớp activity này thì trong này cái này thường các bạn sẽ chứa cái list view. Đấy. Thì trong quản lý lớp các bạn sẽ có thêm là thêm lớp, sửa lớp và xóa lớp. Ngoài ra có thêm là tìm kiếm lớp. Đấy. Rồi chọn vào lớp có thể xem được danh sách sinh viên của lớp đó. Ok. Rồi quản lý sinh viên. Nó sẽ có một cái này là activity. Thì nó cũng chứa cái list view. Những cái list view này là toàn bộ sinh viên. Ok. Nó cũng có là thêm sinh viên, sửa sinh viên, xóa sinh viên, tìm kiếm sinh viên theo mã hoặc là tên. Theo mã hoặc tên đều được ha. Là một trong hai cái được rồi. Rồi. À, từ từ nhé. Cô kiểm tra xem nó có điểm không? Sinh viên. Tên thêm sinh viên. Không có điểm. Ngày sinh thôi. Ngày sinh thôi. Okay. Tên sinh viên ngày sinh. Nếu các bạn thêm điểm nó cũng được thôi. Ok, xong. Vậy thôi. Đó. Đăng ký, đăng nhập đổi mật khẩu. Cần thì đăng. Đăng xuất. Ok. Để assignment làm mấy cái này thôi. Được chưa ạ? Thì trước mắt là các bạn sẽ phải làm giao diện hết tất cả những cái này. Tức là các bạn làm giao diện thôi. Có một số tính năng làm thêm. Cái này là thêm. Được cộng điểm. Đấy. Thêm. Cộng điểm. Đấy. Cái này cũng thêm. Cộng điểm. Đấy. Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất. Được chưa? Đấy, mấy cái này. Thì có mấy chức năng là thêm. Các bạn không làm được không 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 sao. Nhưng các bạn cố gắng làm, xong không biết thì có thể hỏi cô. Đấy. Đấy. Nhá, thế đấy là assignment. Cái này cô sẽ gửi LT 1 5 2 0 1 tập. Ok. Ai nhắn thì tôi. Chưa. Rồi. Xong chưa? Giờ tao qua bài này nè. Đây. Các bạn làm lớp học có thể làm bất kể cái gì ha. Đó. Sau này database buổi sau cô sẽ hướng dẫn, cái này chưa hướng dẫn nhé. Ví dụ như sinh viên thì các bạn có thể chụp hình. À, thêm sinh viên thì có chức năng
chức năng chụp hình và lưu làm avatar. Đó, cái này cũng cộng điểm ha. Cái này không có trong yêu cầu cho nên là cô sẽ yêu cầu thêm. Và cái này sẽ làm, các bạn làm được, cô sẽ cũng cộng điểm. Cái này cũng cộng điểm. CD. Đấy. Ok. Nhiều tính năng hay các bạn, nhiều tính năng hay lắm. Ok, bây giờ cô sẽ hướng dẫn một chút ha. Ví dụ như tự đăng ký các bạn bấm có đăng nhập, tự đăng nhập nhảy qua đăng ký ngược lại. Rồi tạo lớp, tìm kiếm lớp, tạo sách. Thì cái này cô sẽ không làm giống với Simon mà cô sẽ làm tương tự. Cô sẽ làm các bạn một cái demo. Demo đó là cô sẽ làm là demo nè. Đó là cô sẽ làm là quản lý sách gồm loại sách và sách. Cô sẽ không làm đầy đủ chức năng, cô chỉ làm những chức năng cơ bản thôi. Đó, gồm loại sách và sách. Thì thực ra các bạn nhìn thấy nó sẽ giống ở trên này. Đó là lớp và sinh viên. Thì một lớp có nhiều sinh viên thì cũng giống như một loại sách thì có nhiều sách, và một sách sẽ thuộc một loại sách nào đó. Ok không ạ? Đấy, thì các bạn có hai bảng thôi. Và quan hệ giữa hai bảng này là quan hệ một nhiều. Ok, quan hệ một nhiều. Đấy. Thì bây giờ cái loại sách thì cô sẽ không làm. Tại vì loại sách mà làm nó sẽ bị dư. À, giả sử cái loại sách này có sẵn dữ liệu, giả sử dữ liệu của loại sách là đã có. Đấy. Sau này các bạn sẽ phải làm bằng tay, các bạn phải làm là thêm sửa xóa bằng nhập bằng code. Nhưng mà bây giờ cô không làm tại vì nhiều á. Bây giờ cô sẽ làm là quản lý sách, giống như quản lý sinh viên á. Bây giờ làm demo quản lý sách. Dữ liệu quản lý sách gồm một là mã sách, mã tên sách ha. À, có ngày tháng. Tại vì ở đây các bạn thấy là dữ liệu sẽ có ngày tháng, năm ngày sinh. Thì cô cho dữ liệu ngày tháng, ngày xuất bản. Ok. Rồi, tại vì quan hệ giữa loại sách và sách là quan hệ một nhiều, cho nên các bạn phải có một cái khóa phụ ở trong bảng sách để chứa cái khóa chính của loại sách. Thì đây là mã loại sách. Được chưa? Cái này cô gọi là mã loại sách. Ok. Rồi, sơ sơ mấy cái cô làm sẽ tương tự nhé. Bạn nào mà làm assignment thì thấy nó sẽ tương tự. Đấy. Cái phần đăng ký đăng nhập này cô sẽ chưa làm, không làm. Hoặc là làm sau, nếu có các bạn hỏi cô sẽ làm sau. Hôm nay cô chỉ làm quản lý cái này thôi. Tại vì trong này cô sẽ hướng dẫn các bạn được. Một là tạo activity nè. Nói về bố cục layout nè. Đúng không ạ? Adapter nè, intent, lead view trong này đủ hết luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn vào đây. À, cái main activity này cô bỏ qua, cô không có dùng tới nó. Tại vì cô sẽ dùng nó sau. Đúng không ạ? Cô sẽ tạo một cái activity để các bạn nhìn ha. Tạo một cái activity. Đấy. Là cô sẽ click chuột phải new cái activity. À, cô để là empty activity, tức là quản lý sách activity, quản lý hoặc là sách. Ok, activity. Ok,
Chết rồi. Học online mà cũng bị cúm. Coi lại các bạn của tôi còn được bao nhiêu người? 36 người hả? Chết rồi, học online mà cúm các bạn ơi. À, có lây nhiễm qua đường internet không ta? Cách ly. Nó lây nhiễm qua đường internet là tôi khỏi đấy nha, khỏi học online luôn. Ok rồi, tiếp nha. Đây, ok, cái này cô thông thường á thì bữa bữa trước cô có hướng dẫn ha, bữa trước cô có hướng dẫn các bạn làm rồi, có hình như có quay clip rồi đó. Thì bây giờ cô sẽ tạo một clip view ở đây. Ok, và bữa trước cô có hướng dẫn các bạn là nên dùng cái relative layout. À, cô hướng dẫn là dùng cái relative layout. Nhớ không nhầm thì cái bữa trước nói rất kỹ. À, trong này cô sẽ để một cái list view. List view. Ok. Width là bề ngang, cô để là match parent. Hay cô cũng để match parent luôn. Đó. À, nhưng mà nhớ cho cô là để cái, rồi mất chuột, lâu lâu lại mất chuột. Rồi để cái ID ha, ID đó, list view sách, quản lý list view sách đi ha, sách. Các bạn thấy là nó chưa được neo ở đâu cả, nó chưa được neo ở đâu cả, thì nó là tại vì relative mà, cho nên các bạn phải neo nó lại. Neo nó lại tức là các bạn phải là cái gì ta, cái gì ta, là parent, parent align parent top top chu align parent left, align parent right, align parent left chu. Đấy, nêu trên nêu dưới, nêu trên nêu dưới là ok. Đấy, hết lỗi ha. Rồi, bữa trước cô có hướng dẫn các bạn chèn vào một cái floating button. Floating không có đúng không? Floating, floating button là cái nút dấu cộng á, đúng không ạ? Cái nút dấu cộng thì cái này không có, thì muốn 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 dùng cái nút dấu cộng đấy thì ta dùng cái material design. Cách chèn cái material design, các bạn chèn như sau: các bạn vào file, các bạn chọn project structure, structure. Sau đấy các bạn chọn vào dependency. Sau đấy các bạn chọn vào app. Rồi sau đó chọn dấu cộng. Chọn library dependency. Đấy các bạn search là material material. Nothing đâu. Material, chữ này hình chữ ma. Đây, com a material, chọn cái nào, Android, ai là design, Android X design, coi có ông nào hay hay. Design Android support 28 30 khoản Android support design, chọn cái nào hơn ta,
Material. Cái nào cũng được. Thôi, chọn cái design đi. Design đi, đây. Chọn cái bản này. Ok. À. Không được, không được các bạn nhé. Nó lỗi ạ. Nó lỗi. Nó lỗi ạ. Design. Rồi. Là com.android.support. Đây. Các bạn vào đây các bạn add trực tiếp luôn nè. Chọn cái kia cũng được mà ra cái cũng không ưng lắm. Đây, tại sao nó lỗi nhỉ chị nè? Cái bản kia có để 28 mà để 29 cho nó lỗi. Bản mình đang chạy là bản 29. Build version. Thành ra là khi add nó sẽ lỗi. Mình phải sửa lại phải build lại lần nữa. Các bạn implement. Các bạn implement cho cô. Implement. Thằng này nó sao mà nó không nhắc tôi trời. Implement implementation Android x chấm khoan chờ cô phải có search cho nó dễ coi. Trời ơi tôi bỏ hết mấy cái đồ. Facebook em có gửi không? Hả? Trên Facebook em có gửi dòng tin nhắn rồi đó. À Facebook á hả? Dạ. Đâu? Đó em đi mình đó cô. Không đó, đúng rồi đúng rồi rồi thấy rồi cái đó thấy thấy rồi nhưng mà đang đang tìm kiếm cái design đây nè. Metal real cho Android X à một kiếm cái quỷ này nè đấy cái thằng này cũng được cái của em cũng được. Từ từ. Đâu? Đây. Look and feel. Cái thằng này nó cái gói này nhiều cái hay. Cái gói của em thì ok. Rồi. Tức là các bạn muốn dùng gói nào các bạn dùng chịu. Rồi. Đây. Không phải. Đây. Con chấm Google. Ui okay. Gói này cũng được. Đây material này đây đây thử cho các bạn coi nha. Hai gói đều được ha. Gói của bạn thì đúng, gói của Phong gửi thì đúng rồi, nhưng vấn đề ở chỗ là đây đổi cái gói này xin đó. Đấy, cái này cho Android X
cái bản xin là nó đào về đấy nhá, nó đào về, tức là cái gói đấy là một cái gói, nhớ cái packet á, sẽ các bạn implement nó vô thì nó sẽ đào về, nó sẽ add vào ở trong cái thư mục build của mình, thư mục mà module của mình ấy. Ok, xong. Bây giờ các bạn thử gõ nha. Nếu mà cô dùng cái floating button, cô nói lại là dùng hai gói đều được ha. Đấy. Ok. Đây, giả sử cô dùng cái floating. Các bạn search là floating. Đấy, nó sẽ là material floating action button. Thấy không ạ? Khi nãy không có, mình add gọi để vào cái là nó có. Ok. Quit wrap content. Hay wrap content. Đó. Và đóng nó lại. Có cái ID. Các bạn cái nào mà muốn truy xuất các bạn đều phải có ID ha. ID. Cái này floating button insert chẳng hạn. Bữa trước hình như tôi xem các bạn một cái link đấy để các bạn về các bạn tham khảo về floating button nào, bữa trước nhớ không? Đấy, hôm trước làm kỹ lắm về cái này ha. Cái này tôi đặt là align parent bottom to align parent drive to machine 10 dp chưa đây đây cục có nằm đây thì nó đè đến cái này, cục này nó đè đến cái này, các bạn kiểm dấu cộng add vào đây nữa là xong. Đúng không? Bị đè lên, dữ liệu bị đè lên thì đẩy cái này lên trên đi. Cái này là above above ID floating insert phía trên ông này. Đấy, nó sẽ đẩy lên. Chưa? Sẽ đẩy lên. Đấy, cái button này nó sẽ không đè mất cái dữ liệu, không che mất cái dữ liệu ha. Ok, xong. Xong cái giao diện ha. Rồi bữa sau các bạn làm thêm cái này một cái insert ở đây nữa. Cái tìm kiếm ha. Bữa nào tôi làm tìm kiếm luôn cho các bạn. Đây, nếu các bạn làm giao diện tìm kiếm thì các bạn trên cái list view này các bạn để làm edit text. Chưa? Match parent hay là wrap content. Đấy, ở đây các bạn để là ID. Edit text search search rồi cái này thì để là parent top left đẩy xuống cái này. Ok, còn cái này là để là below below phía dưới cái anh ID là edit text search được chưa, và để là align parent left chụp như vậy. Các bạn thấy cái giao diện của nó đây. Đấy, anh edit text search ở đây đến list view đến này. Đây, các bạn có thể search để cái machine cho nó. Có ai nhắn gì cô? Đây. Ok. Cái này các bạn có thể là để cái machine top để 8 dp, machine bottom 8 dp đấy, ví dụ như vậy thì nó sẽ đẩy xuống, khoảng cách nó sẽ đẹp hơn. Rồi để cái hint hint là tìm sách theo tên đấy, ví dụ như vậy. Ok. Đấy, cô chung lên các bạn nhìn ha. Đó, đây là cái giao diện ha.
tìm sách theo tên à. Đấy, các bạn có thể đặt một cái button ở đây nữa, là click chuột hoặc là gõ enter thì nó xuống, gõ rồi nó tìm, hoặc là đặt cái button search đây là cái này tính sau ha. Đấy làm sao đây, đấy là bố cục giao diện ha. Giao diện của chúng ta là giao diện relative layout, có nghĩa là giao diện tương đối à, còn absolute là tuyệt đối à. Còn cái coordination đó là một cái nâng cao của anh relative, nó cũng vậy à. Anh này thì các bạn phải định vị cái vị trí của nó, tức là cái này nó phải view parent top, tức là nó phải căn theo cái trên cái trái, cái này là căn theo cái trái và nó nằm dưới ông này và nằm trên ông này, còn ông này thì nằm ở phải ở bất tầm đúng không ạ. Ok rồi à, bây giờ cái dữ liệu bây giờ ta sẽ đây là cái giao diện thôi, giao diện thôi. Bây giờ tôi phải tham chiếu cái giao diện với cái activity. Thì ở đây tôi có ba cái đối tượng, có ba cái ID, một là ID text, hai là cái click view, ba là cái button à. Thì bây giờ cô dùng cái list, cô tạo cái list view à, cô tham chiếu tới ba cái đối tượng này thì ta sẽ làm như sau. Một cái edit text thì bên này ta cũng phải khai báo một cái edit text, enter cái thì nó sẽ import vào đây, import vào đây đấy, edit text search đấy. Rồi một cái list view thì ở đây ta cũng khai báo một cái list view đấy, có list view à. Một cái floating button thì ta cũng để là cái floating action, đây các bạn lưu ý nè, bên này các bạn dùng cái gì thì bên kia các bạn phải dùng cái đó đây. Có không? Không có các bạn. Ồ. Ồ. Chết ạ, à, chết giờ ạ. À. com.google Android com.google Android Material Floating Material Floating Action Button Floating Action Button Floating Rồi kỳ ta tào lao ta à, cái này có mà ta, sao nó không nhảy ra ta. Rồi Ctrl X Import vào đây. Đấy, import vào thôi. À, cái thằng này sao khó chịu dữ ta. Floating action button. Rồi. Floating insert. Insert. Như vậy. Ok. Nhớ nha. Bên này các bạn dùng cái gói nào? Thì bên này các bạn gọi tới thì phải tham chiếu đúng cái gói là như vậy. Tham chiếu khác gói là nó lỗi ạ. Được chưa? Rồi, tiếp ha. Rồi, bây giờ nè, ta cũng tham chiếu qua cái ID. Edit texture gắn bằng file view binary.id.edit texture. Ok, copy cho nhanh nha. Rồi, ta có list view. List view. Cái này là list view. Ok. Cái này là floating search. Cái này là floating button search. Ok. Đấy. Rồi. Bây giờ ta đổ dữ liệu lên list view. Đổ dữ liệu lên list view. Thì đổ dữ liệu thường thì ta chỉ cần tạo một cái này là đổ dữ liệu. Dữ liệu nè. Dữ liệu nè, ta để vào array list.
Delete. Thì tạm thời cô đừng để, nó sẽ là string. Ok. Hay là làm luôn nha. Đồng ý không? Làm luôn nha. Cô sẽ làm luôn. Trời ơi, cô mở cái ống ở bịt mặt. Ok. Đồng ý không? Cô sẽ làm luôn cái sách nha. Không cần làm cái mẫu, cái đơn giản nữa ha. Hoàn chỉnh, ok. Cô sẽ làm luôn cái sách. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nào. Chỗ nó ho dữ trời. Đây. Ho dã man. Đây. Cô sẽ làm luôn cái sách gồm mã tên ngày xuất bản và mã loại sách. Ok, mã sách, tên sách, ngày xuất bản, mã loại sách. Thì giả sử dữ liệu của loại sách có, thì loại sách của cô dữ liệu sẽ là mã loại sách, tên sách, tên loại. Mã là tên luôn đi, mô tả. Ok, nó có hai trường thôi. Ok. Đó, dữ liệu cô có như vậy. Khóa chính là mã nè, mô tả là khóa chính ở bên mã sách, thì tham chiếu từ khóa phụ ở bên bảng sách nha. Rồi. Bước 1 nè, cô sẽ phải tạo hai cái class để lưu trữ hai cái mô hình dữ liệu này. À, phải tạo hai class. Hai class này người ta thường gọi nó là mô đồ. Ha. Thì thường gọi mô đồ, cho nên ở đây cô sẽ đặt là mô đồ. Nó không phải là mô hình MVC nha. Lưu ý cho cô là không phải mô hình MVC nha, mà cô chỉ lợi dụng cái khái niệm MVC thôi để cô tổ chức cái cấu trúc dữ liệu cho nó ok thôi, chứ nó không phải là một cái mô hình MVC. Mô hình MVC có nghĩa là model, view và controller. Thì cái này nó được gọi là một cái design pattern. Các bạn có thể search về cái design pattern này để tìm hiểu thêm với anh này. Cái này là có nhiều, một cái design pattern là cái khái niệm để các bạn cấu trúc, kiến trúc một cái dự án, một ứng dụng. Nhưng mà MVC nó là một trong những cái design pattern đấy thôi. Đấy, nó có nhiều cái design pattern lắm. Và MVC chỉ là một trong những cái đấy thôi. Thì cái khái niệm design pattern này á, các bạn khi các bạn đi phỏng vấn thì sẽ hay được hỏi, hay bị hỏi. Tức là nếu các bạn lập trình Java thì sẽ hỏi là các bạn có biết là design pattern là gì không? Và design pattern là cái gì? Đúng không? Và có những loại như thế nào? Thì thực ra là các bạn không cần biết nhiều, chỉ cần nói là em biết một loại là MVC, nó là một loại design pattern em đã làm. Còn những cái khác thì em chưa làm. Đấy, thì em mô tả được thì là đã ăn điểm rồi. Đấy. Và nếu bạn nào mà muốn nắm kỹ hơn nữa thì search cái từ khóa là design pattern. Và các bạn tìm hiểu thêm kỹ về design pattern cho cô ha. Đấy. Cái này cũng hay nha các bạn. Cái này là những kiến thức nền đó. À. Ok, cô tạo hai cái mô đồ. Mô đồ thứ nhất là đây, cô đã tạo, trước tiên là tạo cái packet để tách riêng nó ra để dễ quản lý ha. Packet này là mô đồ. Thông thường thì packet cô viết chữ thường ha. Đây. Còn class thì chữ đầu các bạn thấy là viết hoa. Trong này cô tạo một cái mô đồ tên là loại sách. Class. Class thì thấy chữ đầu tiên viết hoa ha, loại sách. À, thì đặc điểm của cái model class này á, thì nó chỉ chứa hai cái trường này, à, và chứa getter, setter và con chapter nếu có thôi. Đây, string, private, string, mã lớp, private, string, mô tả. Okay. Để tạo getter setter thì trước tiên là cô giải thích chút nha. Getter là gì và setter là gì?
Thì trong cái Java hoặc là lập trình hướng đối tượng, nó có một cái khái niệm đó là encapsulation, là đóng gói. Encapsulation đó là đóng gói hay còn gọi là bao đóng. Đóng gói là gì? Tức là tất cả mọi thứ nó được gói ở trong một cái class và dữ liệu được bảo mật. Dữ liệu nó sẽ được bảo mật. Mà nếu như người một cái đối tượng ở ngoài cái class đó, class này nhiều loại sách là class, thì một cái class khác hoặc là một cái hàm ở thuộc class khác mà muốn truy xuất vào cái các cái dữ liệu, cái này được gọi là dữ liệu ở trong class loại sách này, thì không được truy xuất trực tiếp, không được, bởi vì đã để là private rồi. Cái private được gọi là access modifier. Access modifier có nghĩa là bộ truy xuất. Thì để muốn truy xuất tới cái dữ liệu thì phải làm sao? Thì người ta phải truy xuất thông qua các cái phương thức mà cái class loại sách này cấp. Cái phương thức này thì để truy xuất thì ta thường gọi là get là để lấy ra và set là để gán dữ liệu. Thì ta gọi khái niệm là getter và setter. Đó. Gọi vậy thôi chứ đặt sao cũng được. Nhưng mà tại vì thói quen từ xưa giờ người ta làm về cái lập trình hướng đối tượng ấy, thì người ta thường là sẽ gọi là getter setter. Đúng không ạ? Thì ở đây người ta có generate ra. Generate code luôn. Generate code cho các bạn luôn. Getter setter luôn. Nhưng mà các bạn có thể gõ, cái này cũng ngắn gọn thôi. Đấy. Rất đơn giản đúng không? Đây, get mã lớp, set mã lớp, get tên lớp, set tên lớp. Thì get thì sao? Get là lấy ra thì là có return trả về. Thì nếu cái này là chuỗi thì nó sẽ trả về chuỗi. Còn set là gán vào thì lại không phải trả về, mà gán ngược lại thì có đối số truyền vào. Để tôi gán bằng cái đối số đó. Và kiểu của nó là không có kiểu trả về. Đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn muốn can thiệp cái gì thì can thiệp. Ví dụ như các bạn muốn mà xử lý cái đầu vào mã lớp mà phải thỏa mãn điều kiện gì đó thì các bạn có thể viết thêm code vào đây. Các bạn viết thoải mái. If gì đó. If else gì đó. Muốn xử lý code như nào là việc của bạn. Đúng không ạ? Trong tình huống này thì cô không xử lý gì cả, cho nên là chỗ này cô sẽ không làm gì. Đó, các bạn có thể thêm một constructor. Constructor thì constructor là hàm dựng. Đúng không ạ? Hàm dựng. Hàm dựng của một class thì hàm dựng có đặc điểm là tên của nó sẽ là trùng tên class. Cách viết thì tương tự như cách viết của phương thức nhưng lại không có kiểu trả về. Ví dụ như là public. Đây. Public loại sách. Đây. Cái này được gọi là constructor. Ok. Đấy. Constructor này gọi là không constructor không đối số. Không có nội dung. Đấy, constructor này còn được gọi là constructor ngầm định. Thì nếu như một cái class mà không khai báo bất kỳ một constructor nào thì nó ngầm định có một constructor là không đối số và không có nội dung. Tuy nhiên nếu các bạn mà khai báo tường minh ra loại sách constructor bất kỳ nào đó thì constructor ngầm định nó sẽ mất đi. Ví dụ như tôi khai báo tường minh cái này là string mã lớp, string mô tả. Đó, gán ngược lại là div chấm mã lớp bằng mã lớp div chấm mô tả bằng mô tả. Nhiều bạn làm cái này nhưng không hiểu tại sao lại div bằng cái này bằng cái này. Nhiều bạn viết cái này không hiểu thì chờ xíu cô giải thích. Thì khi cô khai báo tường binh một cái constructor có hai đối số và có nội dung thì constructor ngầm định nó mất, nó không có. Muốn dùng thì ta phải khai báo tường binh nó ra. Muốn dùng thì phải khai báo tường binh nó ra. Ok. Đấy. Thì cái này khi đấy cái constructor này nó mới tồn tại, không thể nó mất. Tóm lại là như này.
con chắc tơ là hàm dựng, phải có nó thì các bạn mới tạo được object, đúng không ạ? À, nếu như trong một class mà không khai báo bất kỳ một constructor nào thì nó sẽ tự tồn tại một cái constructor ngầm định gọi là constructor default. Constructor để có đặc điểm là không có đối số và cũng không có cái nội dung trong trong, nó chỉ là cái hàm để dựng lên cái object thôi, object để object rỗng đó. Nhưng nếu các bạn mà khai báo tường binh bất kỳ một constructor nào thì lập tức constructor ngầm định để nó biến mất. Mà muốn dùng constructor không đối số thì bắt buộc phải khai báo tường binh ra. Thì cái này các bạn đang có hai constructor, đồng ý không ạ? Và ta thấy nè, hai constructor này nó giống nhau về cái phần khai báo, nó khác nhau về cái phần đối số và nội dung. Thì cái tính chất này gọi là tính chất nạp chồng, hay gọi là overloading, overloading ha. Và hàm method nó cũng có tính chất nạp chồng, overloading đây. Ok, nói sơ sơ vậy thôi. Rồi bây giờ nào, ta nói xem cái hàm này nó xử lý cái constructor này làm việc sao mà cứ khai báo kiểu như này, mà làm nhiều bạn sẽ không hiểu tại sao nó viết như thế này. Thì như thế này các bạn, à giả sử như bây giờ tôi muốn khởi tạo một object là loại sách, giả sử ha, giả sử tôi viết ngay ở đây, tôi viết ngay ở đây public static void main, tôi khai báo loại sách, một cái object đó là một cái đối tượng, loại sách gắn bằng new loại sách. Tại vì nó có hai constructor cho nên tôi dùng cái constructor không đối số cũng được, mà loại dùng loại có đối số cũng được. À, giả sử như tôi truyền là kiểu như là văn hóa, à sách văn hóa, được vậy. Thì nó sẽ làm công việc gì các bạn nhìn nha, khi cái con trỏ cái điều khiển nó chạy tới cái này, nó tạo cái đối tượng này nè, nó sẽ khởi tạo cái đối tượng instant, một cái đối tượng là gì đấy ạ, là loại sách, là dùng cái constructor này. Thì khi đấy cái điều khiển chương trình tự động nó sẽ tham chiếu tới cái này, nó không không chọn cái này để thực thi mà nó chọn này, bởi vì nó tự nhận biết là có hai đối số. À nó sẽ nhảy xuống đây, nhảy xuống đây, sau đó nó sẽ truyền hai cái đối số này vào hai cái vị trí này, thấy chưa? Đây, cái này là truyền mã lớp vào đây, văn hóa vào chỗ mã lớp, sách văn hóa vào chỗ mô tả. Sau đấy nó sẽ gán ngược lại cái mã lớp này nè, nó gán cho cái biến class mã lớp, mô tả nó biến gán ngược lại cho biến mô tả. Ok, và bây giờ hai cái biến này của tôi đã có giá trị rồi. Và các bạn nhìn nè, các bạn thấy là ở đây có mã lớp, ở đây cũng mã lớp. Thực ra hai cái biến này khác nhau về phạm vi. Mã lớp ở trên này gọi là biến class, các bạn thấy màu nó khác ạ. Mã lớp dưới này gọi là biến cục bộ. Biến này nó chỉ tồn tại ở trong cái phạm vi của constructor này thôi. Ra khỏi constructor này, cái biến mã lớp này nó bị mất. Và hai anh này mặc dù trùng tên nhưng nó không bị đụng nhau, bởi vì tôi dùng cái từ khóa dist để tôi phân biệt. Dist chấm mã lớp là tôi đang biết là tôi đang truy xuất vào cái biến class, còn cái mã lớp mà thông thường tôi đang biết là tôi đang truy xuất vào biến biến cục bộ này này. Ok, cho nên hai ông này nó không đụng nhau. Ok, nhưng mà nếu các bạn bỏ cái dist đi là nó không phân biệt được ạ, nó đụng ạ. À đúng ạ. Vậy thì cái biến đích, cái từ khóa đích của tôi là tôi dùng để tôi phân biệt ra là cái thành phần hay là cái trường dữ liệu của tôi là của class. Còn anh mà cái này mà không có đích có nghĩa là anh đang truy xuất từ cái biến này là biến cục bộ. Cho nên hai ông này mặc dù trùng tên nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Và đương nhiên là nó không có đụng nhau. Ok, hiểu không các bạn? Hơi dài ha. Cái này gọi là kiến thức cơ bản của Java. Giới thiệu xong chỗ này tôi bỏ đi ha.
Thực ra cái collab model của ta chỉ có từng này thôi. Ok. Đấy, nó gồm nè. Trong cơ sở dữ liệu có hai trường thì đây các bạn cũng có hai trường nè. Một số constructor cần thiết để các bạn dùng nè. Và getter setter để các bạn truy xuất vào hai cái biến. Tại vì hai cái biến này tôi để đang để là private. Đây, hai biến hay ta gọi hai trường dữ liệu đấy. Ok. Tương tự ta làm cho cái model sách New Java Class đặt tên là sách nha. Đấy, nằm trong mô đồ có bao nhiêu trường, 1 2 3 4 trường đúng không, mà sách ai chat gì tinh tinh hoài ta. Tinh tinh rồi hỏi bài. Ok rồi, tí nhớ nhắc cô điểm danh nha. Rồi, cái này là private string mã lớp à, mã sách quên. Ồ, khi nãy hình như cô có nhầm không? Đây không phải mã lớp mà mã gì ạ? À? Mã loại sách. Đây. Trên hết. Trời ơi, tôi đọng lại cho nó nhanh. Xóa hết đi cho rồi. Mã loại sách đây. Dễ lắm, click chuột phải generate đây, getter setter xong, gồm hai đồng chí này xong, thấy chưa, constructor generate constructor đó, gồm hai này xong, thấy dễ không, không đổi số generate, và nhiều khi gõ còn nhanh hơn, không đổi số generate. Ủa, nó bị lỗi gì à? Hình như cái chuột nó bị nhảy. Ấy, cái gì ta? Ừ, cái này cho nó nhanh. Đấy, bỏ này đi. Cái này không đổi số. Đấy, không đổi dung luôn. Ok. Đó, cái này loại sách, bây giờ sách nè, sách có mã sách nè. Cái gì ạ? Rồi, tên sách nè. Price string string chứ. Tên sách. Rồi. À, ngày xuất bản. Private. À, date, các bạn có thể chọn ngày date. Đây, java.util nha. Đó. Ngày xuất bản. Private string mã loại sách. Ok. Rồi. Cô generate constructor. Đấy. Rồi generate getter setter. Okay. Đó, thiếu một con chapter nữa. Không đổi số. Chapter. Không đổi số. Ok. Chưa? Đấy. Con chapter để trên để dưới nó không quan trọng ha. Tùy các bạn thích để đâu để. Chưa? Đấy. Này là hai con chapter. Xong chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ làm như này. Loại sách giả sử có rồi ha. Bây giờ tôi có sách thôi. Thì bây giờ bước thứ hai là, bước thứ nhất là cô ta tạo cái view, cái model rồi. Bước thứ hai tôi tạo một cái danh sách mà chứa tất cả những cái sách của tôi. Danh sách thì chứa tất cả những cái sách của tôi. Đúng không ạ? À, thì cô cũng dùng ArrayList. À. Đây, ArrayList. Cái này tôi sẽ nhúng cái sách vào. Đó, đưa cái sách vào. Cái này gọi là generic ha các bạn. Generic ha. Đây. Tổng quát hóa
Rồi. Sách list danh sách gắn bằng new. Đừng quên new này nhé. Nếu quên new này là nó sẽ báo lỗi null point exception. Đấy. Nhiều người sẽ đưa cái new này vào đây. Đưa cái new vào xuống dưới cũng được ha. Cái đấy là một cái sự giải thích dài dòng nữa. Ok. Cô add dữ liệu vào cái danh sách này. Đúng không? Add dữ liệu. Thêm dữ liệu vào danh sách. Ok. Ta có là danh sách chấm add. Đây. New. Tôi add trực tiếp luôn. Tại vì mỗi cái đấy là một cái object mà. À, sách của tôi nó gồm cái gì nào? Mã sách. Thứ nhất là 0001 phẩy, tên sách là HTML5 đó. New sách chứ, tôi quên cái con chapter, sorry. Rồi ngày xuất bản của ta là cái date, cái date định dạng. Ôi, cái date định dạng nữa. Khoan nhá. Chắc là cái date cô sẽ giải thích các bạn sau. À không thì dùng cái format date. Date thì các bạn phải dùng một cái định dạng để format date cho nó. Đúng không? Đấy, phải format date cho nó. Thì ta phải add cái gói, add cái là date. Format nè, date format UI, date format, khoan, date format dùng cái Java tech, date format bằng new date format, các bạn đưa vào string builder format thôi, không phải cái này rồi, lỗi rồi. Date format chấm, date format chấm get in, get date instant, set date format chấm set get date instant style, get date instant style. Chuỗi cơ. Rồi tôi quên bén cái này. Coi lại xíu nha. Chờ cô xíu. Cái này là coi lại xíu. Để tôi xử lý cái date luôn cho các bạn nha. Ok. Đây. Chờ xíu nha. Đâu rồi? Đây. Tại vì có ngày tháng, cô sẽ coi, cô xử lý nốt cho các bạn cái ngày tháng. Để sau này các bạn lưu trữ vào cái SQLite luôn ha. SQLite. Ok. Date format. Đây. Simple date format. Đây. Quỹ này nè. Đây. Đây, simple date format. Đấy, cái thằng này. Ok. Được chưa? New simple date format. Đấy. Không làm quên.
Đây, đường này chứ không phải là date format đúng không? Simple cơ. Import ông này thôi. Đó, xong. Thì cái này biểu định dạng của nó là year, Monday. Thì các bạn khi nhập vào các bạn sẽ lập là ví dụ như là 2015. Cái này là man man là 05 20 như vậy. Phẩy. Đấy. Phẩy. Cái mã của cái kia cũng string. Mã kia string thì nó sẽ là, ơi không phải nha, lộ con nữa ha, chưa chưa xong đâu, thằng quý này bực bội ghê. Rồi mã ví dụ như là văn hóa đi ha. Ok đấy, các bạn thấy là nó đang bị lỗi bởi vì cái này đang chuỗi mà cái này là kiểu date, cho nên các bạn phải format nó lại đúng không ạ? Đây cái chuỗi thì các bạn phải format nó lại, tức là sdf.patch, patch cái chuỗi đấy sang kiểu date. Ok, patch cái chuỗi sang kiểu date đó, mà patch cái chuỗi này sang kiểu date thì các bạn bắt buộc phải để trong cái exception đấy. Thì để các bạn dễ thì để trong try catch đó. Ok đấy, để dễ thì tốt nhất là để hết cả đống này trong try catch. Thì không biết là học Java try catch đến đâu đúng không? Exception. Hết lỗi nha. Ok. Đấy, để trong try catch hết lỗi thôi. Được chưa? Rồi. Ui giời. Ad một đứa thôi mà nó dài dã man. Cô vừa bấm cái gì nhỉ? Chấm phẩy. Úi giời ơi, enter xuống dòng nha. Đó, chấm phẩy. Ok. Đó mới add một dòng, có add thêm dòng nữa. Cái này là sách kỹ thuật. Kỹ thuật. Đấy. Sao hôm nay lại văng lỗi ở đây? Thiếu dung ngoặc à? Hash. Kỹ thuật. Rồi thiếu một dung ngoặc ha. Con chuột của tôi có vấn đề. Ok, về văn hóa thì cái này là cuốn theo chiều gió văn học ha. À, 02 đi ha. Ok rồi, hai ông thôi. À, sau này cái dữ liệu này các bạn nhé, chúng ta sẽ thêm nó vào ở trong cái SQLite. À, rồi bây giờ zip view ta phải tạo adapter, có dữ liệu rồi muốn đẩy cái dữ liệu này lên thì ta phải tạo cái adapter. Ok rồi, cái adapter này cô cũng để riêng nó ra, cái adapter này cô để riêng nó ra một cái packet new, một cái packet new packet là adapter để ta dễ quản lý thôi chứ không có gì hết ha. Rồi new ta tạo ra một cái adapter là sách adapter. Đấy. Ok. Cái này cô kế thừa extend cái base adapter. Được chưa? Rồi. Nó lỗi bởi vì chưa implement. À. Chưa implement Ctrl Y để implement tất cả những cái method của nó. Được chưa?
Rồi, cô sẽ nạp dữ liệu vào. À, về nguyên tắc của cái adapter thì là nó như này, nó có cái đối số truyền vào. Ví dụ các bạn có cái array adapter, adapter thì cái này là adapter bằng new array adapter. Đấy, các bạn new thì đối số truyền vào thứ nhất sẽ là cái context, đối số thứ hai sẽ là cái layout, đối số thứ ba sẽ là cái danh sách dữ liệu đúng không? Thì bây giờ layout mình set layout cho nó, cho nên là cái layout này cô không có chọn, mà cô sẽ truyền hai đối số sẽ là context và dữ liệu vào. Thì ở bên này cô cũng tạo một constructor, các bạn lưu ý nè, cái này là constructor nha. Cô cũng tạo một cái constructor của cái anh sách adapter này nè. Và cô nhận hai cái đối số là context và dữ liệu. Đúng không? Giống như cái sách mà khi nãy á. Đây, cũng tạo constructor và nhận đối số. Nhận đối số xong gán ngược lại cho các cái value của nó. Cái này cũng tương tự như vậy. Cô cũng tạo cái adapter public là sách adapter. Đó, nhận hai đối số là context. Đối số thứ nhất là context. Đối số thứ hai là array list. Sách. Đó, danh sách. Ok. Rồi, ta sẽ gán ngược lại, ta tạo hai cái biến của class, hai cái biến này tôi cần dùng. Tôi gán ngược lại. Đó là cái context và biến relate sách. Đó, danh sách thì cũng như bên kia thôi, ta có đít chấm context bằng context. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Đó, đít chấm danh sách bằng danh sách. Tôi đặt chung tên nhưng mà thực ra hai cái này cái khác nhau, một cái là đối số truyền vào, còn cái này là biến class, và biến này tôi sẽ dùng ở phía dưới đây. Còn cái constructor thì biết rồi, mục đích của nó là dùng để khởi tạo đối tượng, để ta dùng ở bên này, thì ta dùng sau ở bên này. Rồi, hàm thứ nhất là hàm get count, nó trả về là toàn bộ danh sách của cái này, tức là số lượng. Thì ta sẽ return là danh sách chấm size. Nếu là mảng, nếu ở trên này là mảng thì là danh sách chấm len, còn nếu mà collection, list hay gì đó thì trả về size. Object thì cái này nó trả về là danh sách chấm get, get tại vị trí position chưa. Còn ID thì không có lấy được tại vì ID nó khác nhau. Đó, bây giờ tôi quan tâm đến anh này, tôi quan tâm đến anh get view. Đây, anh get view là anh giúp cô đổ dữ liệu lên đây. Đây, đến get view. Không phải, khác. Nhầm. Ủa. Đâu rồi, slide đâu rồi? Thôi khỏi đi. Đấy. Quay lại ha. Cái get view là dùng giúp để đổ dữ liệu lên cái list view. Đây. Mỗi cái list view, mỗi item của nó chính là một cái get view. Thì bây giờ mình phải customize cái này lại, sửa cái này lại. Đúng không ạ? Thì giao diện các bạn sẽ hiển thị theo cái layout mới, cho nên tôi sẽ tạo một cái view nhỏ, trên layout này. Tôi sẽ mở cái layout này, các bạn coi hình dung cho dễ ha. Đây đi ha. Cái này có rồi. Word. Đây. Đây, mời các bạn coi cái layout.
đây mời các bạn coi cái layout đây. 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 Thì mỗi cái này nó sẽ là một cái view, view nhỏ. Cái này phải định dạng lại ha, cái này phải mình phải làm lại. Đấy, một cái get view mỗi lần nó gọi thì get view nó sẽ đổ lên dữ liệu get view, get view, get view, get view. Ok. Thì tôi bây giờ tôi phải tạo cái view này. Cái view này ha. Cái này tôi gọi là một cái cell. Đúng không ạ? One cell. Đấy, cô sẽ tạo cái này. Cô sẽ vào trong cái layout. Layout rest, layout, cô tạo cái view one cell. Click chuột phải. New một cái layout resource file. Đặt tên là sách one cell. Đấy, one item đi ha. Item, một cái item của nó. Ok. Chưa? Rồi ok. À bây giờ cô sẽ tạo một cái layout ở đây. Ở đây cô sẽ tạo layout đơn giản thôi, các bạn về nhà tự tạo ha. Cô có 4 trường. Thì cô sẽ hiển thị mã sách, tên sách, ngày đi ha. Mã tên ngày. Đó, mã loại 4 cái. Đấy, kéo thả 4 cái cho nó dễ. Nắm kéo text view luôn. Text view thứ nhất. À, cái này ta để là mã. Text view thứ hai để tên, text view thứ ba để ngày. Cái thứ tư để 4 cái cho đủ ha. Rồi. Ai nhắn cái gì mà cứ tinh tinh hoài ta. Trời trời. Ok. Rồi. Ok. Rồi bây giờ ta sẽ để là cái này là text view mã nè. Text view tên à. Mã sách đi ha. Text view tên sách nè. Đó. Cái này cô để là mã sách. Mã sách. Để các bạn phân biệt thôi. Tên sách. Cái này là text view ngày xuất bản. Đấy. Ngày xuất bản. Text view loại sách. Mã loại. Đó. Mã loại sách. Ok. Rồi. Thích thì cho ông này nó vừa xem tí. Text size bằng 40 SP. Kinh khủng. Được chưa? Ui giời, kinh khủng quá. 30 thôi. 20 thôi. Nghe quá. Đó. Cho nó đầm đầm xíu. Text text gì ạ? Đây không phải đầm lên sao ta, text gì ta, text style hả, style, text style đấy, bầu. Ok đấy, cho nó đầm đầm xíu rồi. Ok xong rồi, cô sẽ lấy cái này đổ ra. Cô sẽ lấy một cái cell này nè, cô sẽ nạp vào đây, cô sẽ tạo một cái class. À, view holder. Holder. À, gồm 4 cái edit text, text view. Text view.
sách, tên sách, ngày, mã loại sách. Ok, đó cô tạo bốn cái tag view này thôi để cô lưu trữ cho dễ. Rồi rồi ta sẽ nạp như sau. Đầu tiên cô sẽ tạo cái view holder, holder à, gắn bằng nôn trước, khỏi gắn nôn đi ha. Tôi kiểm tra nè, con vật view này là dùng để các bạn nạp dữ liệu từ cái layout của cô bên này nè, đẩy lên cái con vật view. Nếu con vật view này là null, nếu con vật view này mà bằng bằng null thì tôi khởi tạo, thì tôi bắt đầu khởi tạo nha, nạp tham chiếu dữ liệu ha. Nếu null nè thì tôi sẽ có nè layout inflator, nạp dữ liệu ha, inflator sẽ gắn bằng activity. Tôi ép kiểu cái context của tôi thành cái activity. Context của tôi là đây ạ. Nó là context chung chung thôi, context này là cái môi trường chung, nhưng tôi muốn nạp nó thành, ép kiểu nó thành activity. Đấy, xong ta get layout chấm get layout inflator. Đấy, bước thứ hai, tôi nạp dữ liệu vào. Tức là con vật view gắn bằng inflator chấm inflate. Đó, layout của ta sẽ là r chấm r đây chấm layout chấm sách one cell, one item null. Ok chưa, theo dõi được không các bạn? Không hiểu hỏi nha, phải im ru. Quay lại cái soi. Ui, vẫn còn 36 người. Các bạn chăm chỉ thế. Chắc phải điểm danh cái rồi điền demo tiếp à. Có lè dữ vậy? Chứ điểm danh mà. Có, cô có quay lại, đang quay mà. Rồi, điểm danh cái nha. Rồi. Đây. Mải mê quên điểm danh luôn. Điểm danh không hết giờ. Rồi, ok, sửa điểm danh cái nha. Cô gọi các bạn có cho cô cái nha. Nhật Hoàng. Nhật Hoàng có không? Hoàng nghĩ cho Nhật Hoàng nghỉ ha. Hoàng nghĩ rồi. Nguyễn Phúc có à? Có em có em Hồng Kiệt có nè, Hùng Vĩ có nè. có rồi Thế Bình. có Thế Bình. rồi Bình có không? có Thế Bình. Thế Bình, Lương Thế Bình thấy rồi. Công Hưng có nè. có Gia với Gia Tài có không? có Đức Vinh. có rồi Mộc Thủy. dạ có rồi
Tấn Hải. Phạm Tấn Hải không có hả? Hoàng Triều. Dạ có cô ơi. Minh Khôi. Nguyễn Trương Nhật Minh Khôi. Quang Tiến. Có cô. Đức Nguyên. Có em cô ơi. Nghĩa Nhân. Nghĩa Nhân. Đức Trung. Anh luôn rồi. Hả? Nghĩa Nhân có không? Huỳnh Anh Kiệt có nè. Đức Trí. Anh Khôi. Văn Hoài. Dạ có. Thanh Phong. Có. Minh Ngọc. Có rồi. Phương Quang. Có rồi. Ngọc Châu. Ngọc Châu. Châu mới nãy mình nè. Châu rồi Châu. Châu có không? Anh Châu đâu rồi? Châu rồi. Ngọc Châu có không? Có, còn nãy mới anh làm. Nãy vô không? Đạo. Nãy có vô. Đạo rồi anh Đạo. Anh Tài. Đó, kìa đang vô vô coi. Anh Tài. Châu có rồi. Anh Tài. Đạo có rồi. Ờ, anh Tài. Anh Tài có rồi. Có không? Tài đâu? Có thì đâu, Tài. À, anh Tài có rồi. Có rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi, Châu thấy rồi em. Văn Tuyển. Có rồi. Đây. Trường Sơn. Có rồi. Quế có nè. Chí Cường có nè. Ngọc Phúc. Có không? Xuân Dương có nè. Trường Nhật Hoàng có không cậu? Hoàng Thái. Có cô ơi. Thanh Lượng. Lê Thanh Lượng. Xe lên 10.000. Hình như có hay sao? Có cô ơi. Thiên Vũ. Có cô ơi. Ngã với không à? Có. Âu Bình. Âu Bình. Cái gì anh giùm? Cái gì anh giùm? Âu Bình có không? Ở đây mới anh vậy. Có. Âu Bình mà. Alo. Có cô ơi. À, anh ơi, tí em gọi lại đúng không ạ? Em bận sức rồi. Này. Này. Tiến Lập có không? Có rồi, có rồi. Có cô ơi. Minh Thiện. Có cô ơi. Chị Tài. Có cô ơi. Anh Đức. Có cô ơi. Ok. Tức những người này không có nè. Tôi check lại nha. Trần Nhật Hoàng. Nhật Hoàng có, Nhật Hoàng có. Nhật Hoàng đâu? Nó không có mic rồi. Gõ thôi. Ờ thấy rồi, thấy rồi. Nó không có mic, nó thấy, có mic. Thấy rồi, thấy rồi. Tấn Hải. Tấn Hải có không? Không có nha. Minh Khôi. Nghĩa Nhân. Có cô ơi. À. Đức Trung. Đức Trí. Anh Khôi. Rồi. Trời, lớp đi học đông dữ. Hình như online học có vẻ hiệu quả hơn offline ta. Rồi. Không được nói chuyện nhiều thôi. Chỉ có ông Tuyển ông khó chịu thôi. Ông Tuyển ông nói nhiều. Nghĩa Nhân có nè. Nhật Hoàng có. Ok ok. Ủa rồi, nghỉ đâu, đi cô. Hả? Đâu ra giờ, tình ngay giờ. Nghỉ chưa, nghỉ chưa. Không nghỉ cô ơi, mệt lắm rồi, ngồi lâu quá à. Ê, khoan. Tụi em ngồi từ 12 giờ tới giờ. Ê, tôi ngồi. Ngồi đẩy lưng luôn cô ơi. Em ngồi từ 12 giờ tới giờ là hả? Tôi ngồi từ 7 giờ sáng. Ê, bây giờ cô muốn demo không? Muốn cô ơi. Demo cô ơi. Ừ, tiếp nha. Ai mà phiếu điểm danh nhớ lên phản ánh để tôi check lại nha. À, đây. Đâu rồi? Đây. Tiếp ha.
Rồi, tôi tham chiếu này, holder, tham chiếu cái holder này vào, holder bằng new, view holder, đó, xong đấy holder chấm mã sách gắn bằng convert view chấm file view by đi tham chiếu giống như bình thường r chấm id chấm cái kia tôi để là text view mã sách. Ok, copy nha, ta có 4 cái, ta copy 4 lần. Rồi, mã sách tên, đây tên, đó cái này là ngày, cái này là mã loại sách, ok, mã sách, cái này là tên sách, cái này là ngày xuất bản, cái này là mã loại sách, ok, xong, rồi tôi ảnh sáng xong. Bây giờ tôi sau khi tôi tham chiếu được rồi thì ta sẽ tạo ra một cái tạc. Cái tạc đây giống như một cái đánh dấu để lần sau tôi biết được nó có tồn tại rồi thì tôi sẽ lấy lại nó, mà tôi không phải tạo cái mới nữa. Thì ta sẽ có là convert view chấm set một cái tạc holder vào. Rồi, ngược lại nếu nó có rồi thì tôi chỉ lấy cái tạc ra thôi. Lấy ra thôi. Holder gắn bằng view holder ép kiểu ha, convert view chấm get tag đấy, có rồi tôi lấy ra thôi, get tag lấy ra thôi. Nếu như cái này mà có rồi thì tôi chỉ lấy ra thôi, còn cái này chưa có thì tôi sẽ tạo mới hoàn toàn và tôi set tag cái nó. Cái này là giúp để tiết kiệm bộ nhớ nhé các bạn, tiết kiệm bộ nhớ nha. Ok, cái này là một cách viết tối ưu. Rồi xong, bây giờ tôi chỉ cần việc là tôi gán dữ liệu vào cho các cái tôi gán đủ dữ liệu từ cái list view này, từ danh sách này nè. Đấy, array list này nè. Đấy, array list này tôi được truyền từ ngoài vào, tôi đổ ngược lại. Đổ dữ liệu lên cái holder. Ta sẽ có holder chấm mã sách chấm khoan, trước khi chấm thì ta sẽ lấy từng phân tử. Tại vì mỗi cái get view này nó sẽ trả về một cái vị trí tại position, tức là dữ liệu tại position. Đây, giả sử như là cái anh này, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy cái anh này thì cái này là nó sẽ trả về dữ liệu theo cái position. Mỗi cái get view trả về position, thì mỗi lần tôi get theo position thì tôi sẽ được một cái item này, dữ liệu này. Thì như vậy thì tôi sẽ lấy ra, đúng không ạ? Sách s gắn bằng danh sách chấm get theo cái position, position, ok, position được chưa? Đó, cái này tôi sẽ set đổ dữ liệu lên cái holder, set text s chấm get mã sách chấm choose, cái này string rồi thì khỏi chấm choose string, holder chấm tên sách chấm set text, ta sẽ có s chấm get tên sách, tương tự holder chấm ngày chấm set text, tôi có s chấm get ngày, get ngày nó trả về kiểu date cho nên các bạn phải ép kiểu. Cái này ta sẽ có là ép kiểu quý này là gì ạ? Đây, cái kiểu date, thằng này nó khó chịu lắm. Đây, thằng này nè, simple date nè, đúng không? Đó, sách adapter ta dùng nó. Đấy, ok, ta có là ép, ép kiểu chấm gì, ép nó là đâu, toString, format không phải,
thiệt. Thì ta cái kiểu format để đẩy nó về string to pattern à? Không nhớ, không nhớ các bạn ơi. Coi lại chắc ăn đi. Date simple format date simple date format. Cái này là format get ngày mua, rồi còn ngược lại pass format là đẩy, còn cái này là pass pass get string. Rồi ok, đây cái này sẽ là, cái này là gì ạ? Cái này khi nãy ta dùng là gì ạ? Cái này là patch. Còn cái này sẽ là format. Đây, format. Format cái date chuyển sang string, đúng rồi. Format. Cái này thì không cần phải trái két ha. Cái patch mới trái két thôi, cái format này không cần trái két ha các bạn. Ok. Rồi còn cái holder chấm mã cái này chấm set text đó, add chấm get mã loại sách xong và ta return cái con vật view. Ok đó, ta vừa viết xong một cái adapter, giờ ta dùng nó nha. Dùng này ta dùng cái sách adapter. Đâu rồi? Đây. Cái này cô sẽ dùng là sách adapter. Ok. Cái này cũng new sách adapter. Đấy, và đối số ta truyền vào sẽ là quản lý sách chấm dict. Đó, và cái danh sách của ta, dữ liệu ta sẽ là danh sách. Con chapter này ta có hai đối số thôi. Đó. Và sau đấy ta sẽ lấy cái list view chấm set adapter, đưa cái adapter vào. Ok, xong. Đó. Thì cái chỗ này các bạn này, cái sách adapter này các bạn nên để ngoài, sau này các bạn còn dùng nữa. Còn dùng nữa, cho nên các bạn sẽ để nó làm biến toàn cục. Các bạn để ngoài cùng. Ok. Đó. Cái này là adapter. Chưa? Đấy, sau này các bạn sẽ dùng nhiều lần, thành ra để biến ngoài thì làm biến toàn cục ha. Rồi, bây giờ chạy. Cô sẽ chạy bắt đầu từ quản lý sách. Thành ra cô sẽ sửa một chút cái con chuột nó bị kẹt ở trên cái manifest. Đây. Thì cái activity ngầm đình của cô nó sẽ bắt đầu từ đây. Bắt đầu chạy từ quản lý sách. Ok. Rồi. Chạy thử nhá. Run. Thằng này mắc cười ghê. Đó. Run. Đây. Ok. Được chưa? Chạy xong cái này. Rồi buổi sau ta sẽ hướng dẫn tiếp cái thêm sửa xóa nhá. Kì vậy? Sao ao hết trơn rồi? Trời ơi, tôi bị ao.
Cô bị ao. Tí nữa. Cô bị ao. Trời ơi sao nó ao quá trời ao. Ồ, trời chưa? Chưa. Hoài Nguyễn. Trời ơi. Chi. Ao đau đớn luôn trời. Ao cái nào không biết luôn. Alo, alo. Chạy chậm quá. Cô bị ao đấy chứ. Có tay. Cái này gì vậy? Trường Sơn. Chị Tài Rồi về. chạy lâu quá rồi. À, ok. Ok. Mệt không? Rồi, trời ơi, nó chậm chạy nè. Rồi, xong cái này cô sẽ gửi lên cái group ha. Rồi đó. Đây, chạy nè. Được chưa? Một, hai, được không? Ok chưa? Ủa có lì xì không Hả? con? Có chứ. Có lì xì không Có chứ. Nhưng mà bữa sau lì xì được à không? xem. Chơi Rồi bye bye cô. chơi Được ui, rồi, ok cô ơi. chơi Bye cơ. bye cô ơi. Trời trời. Vậy là bài luôn đấy hả? Đâu rồi cô? Dạ. Chưa bye cô. Nhưng bài đâu? Bài luôn hả? Ok. Rồi. Xong cô stop nha, cô sẽ đưa đẩy cái này lên group ha. Màn hình đâu Hả? cô? Ok nè. Present. Ok. Đấy, cô sẽ gửi lên group. Lại thanh thanh phong được lên? Ừ, giờ đến cô rồi đó, cô đẩy Thanh Phong rồi đó. Thành công Được chưa? Chạy được chưa? Chạy ra rồi nhắm lên nha. thầy cô mới rồi Thấy màn hình cô chưa? rồi rồi Rồi, ra đẹp đẽ nha. rồi Ok. Đấy, các bạn cấn chỉnh tí nữa là đẹp. Là mình làm thêm một cái bức tường này nữa là ngon. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ đâu nhỉ? Cô sẽ đẩy cái clip này lên YouTube ha. Đấy, coi như là dạy lại Android từ A tới